Đó, cô chú ơi, cô chú biết giờ này là giờ gì không cô chú? À, còn bây giờ con đang học đọc tiếng Hàn Quốc luôn hả? Đó, hồi bữa đi chơi Gago. Đúng rồi, Crocodile. Cái cuốn sách này đó là nó đi kèm theo với cái bộ mà bộ đồ chơi bác sĩ mua ở chợ Hàn Quốc ở Chicago á, là mua hồi lúc mà đi chiến Chicago lâu lắm rồi đó, là Mẹ còn mẹ này em này hết luôn. hết luôn sao con? Muốn mua hết đó luôn hả? Ờ, để mẹ mua cho. Rồi cái mặt vẽ gì đang thui vậy? Hả? Cái mặt vẽ gì đang thui? Rồi bây giờ là tự nhiên á, tự nhiên lấy cái ghế, bắt cái ghế ra, đi lấy sách lên ngồi cô chú. Ngồi đọc. Sao biết đọc sách là phải ngồi ghế không biết nữa. Làm sao? Cái gì vậy? Đi đâu á? Hả? Đi trốn ở dưới hả? Con trốn cô chú hả? Con trốn ai? Con trốn bà chú. Con trốn bà chú hả? Mẹ look, mommy. Look at that fence. Look at that fence. Mommy, help. Ủa mà sao con đang ngồi ghế đẹp mà tại sao đi xuống dưới? Mẹ, cái khắp bông mẹ ơi. Cái gì? Khóc luôn hả? Ai khóc? Rồi mẹ coi coi ai khóc. Khóc cho đại rồi. Sao có cậu đây đâu khóc? À đúng rồi, con cá sấu nó khóc luôn. Đúng rồi. À cá sấu khóc vậy hả? Mà lý do sao cá sấu khóc vậy con? À khóc là mình phải tìm bandage hả? Vậy là té là phải phải tìm bandage để mình. Nói không hiểu luôn á. Cái khoai mẹ ơi. Cái khoai là cái gì? Cái này dentist. À cái này dentist, đúng rồi, dentist là cái người mà làm răng đó, nha sĩ, đúng rồi, dentist. Giống nhau không? Giống nhau không? Yeah. Giống nhau. À còn một tờ giấy nữa. Ồ, rồi mẹ biết mà vậy là mẹ biết cá sư crocodile bị gì rồi. Con nè mẹ đố con crocodile bị gì mà crocodile khóc. Bị gì? Bị gì? Con biết bị gì không? Crocodile ăn kẹo nhiều quá bị đau răng. Rồi phải đi tới nha sĩ khám bệnh. Phải nha sĩ phải nhổ cái răng đó ra. Tại vì crocodile ăn kẹo quá nhiều. Mà không đúng chịu rồi. Đánh răng. Không chịu đánh răng. Mẹ. Mà mẹ con thấy mẹ nói có đúng không? Mẹ. Mà mẹ nó cái mẹ không được ăn kẹo. Đúng rồi. Mẹ. Rồi bây giờ là ngồi im đó nghe chưa? Thank you mẹ ơi. Rồi thank you mẹ ơi. Nhưng mà bây giờ là mẹ giới thiệu cho quý vị khán giả cho chơi lên sân khấu nha. Khán giả xuống cầu. Sao? Kính thưa quý vị khán giả, chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Đại Nhạc Hội. Ca nhạc tối đêm nay chỉ là ca sĩ. Và ca sĩ của chúng ta được mang ca sĩ của chúng ta được mang tên. Con tên gì? Con tên Chai Liễu. Chơi gì? Let it go, let it go. Chưa, mẹ chưa giới thiệu mà sao hát. Rồi, xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe ca khúc Let It Go. Ca sĩ Chay Sì Cai, Hôi Sì Dơ. Rồi, con nói con xin chào. No, con xin chào. Hả? Chay Sì Cai. À, Chay Sì Cai, nhưng mà And I don't like fish. Là sao? Đúng rồi, sao? Thôi, bây giờ nè, ca sĩ Chay Sì Cai là con xin chào quý vị khán giả. Lẹ lên. Let it go, let it go. Let it go, let it go. Bad anymore. Let it go.
ca sĩ gì hát rồi đi lên sân khấu rồi tùm lum. Let it go, let it go. Because Pikachu, thế này nó hát. Let it go, let it go. Ok, mình kết thúc Pikachu ba. Rồi cho em ngồi xuống đây, cho một mình con hát thôi. Em đâu có hát được đâu mà con giới thiệu cho em hát. Mình con hát từ từ Pikachu ơi. Từ từ Pikachu ơi, rồi hát đi. Đứng lên, rồi hát lên sân khấu. Let it go, let it go. Can't hold the bag anymore. Let it go, let it go. Can't turn the wind, slam the door. Here I stand. What am I going to say? Let the stone reach on. Come by the The cold will never bother me anyway. Wow, ca sĩ hay quá ca sĩ ơi, ca sĩ bay quá dữ luôn. Rồi bây giờ cho heo đứng lên, heo hát heo. Mẹ cầm luôn mẹ ơi. Mẹ cầm heo phải không? Rồi. Let it go. Rồi heo, 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 heo hát bài. I see what happening here. How? I want Anna. Want a little cat eyes. Daddy, daddy, see, it's hard me. And I know. No, I know. And I know. How hard it go. Gì nữa? Thôi, thôi, heo hát bài. Chỉ là nỗi nhớ. First time. Ủa, sao kỳ vậy? Sao cho heo hát bài đó? Sick. They'll be like, this is the first time ever. Thôi heo hát bài quá đủ rồi. Không. Quá muộn rồi. Quá mệt rồi. First time ever. Rồi bây giờ thôi heo hát xong rồi, tới chị Dây, chị Dây. Rồi chị Dây, không không không. Con đứng ở đằng kia, con đứng ở đằng kia. Mẹ giới thiệu con mới bước lên sân khấu. Đứng đằng kia. Bước xuống, đúng rồi. Không, để cái này, để này, đây này, sân khấu của mẹ con không được, đem đi đâu, con đứng vô cánh gà. Ok, kính thưa quý vị khán giả, hôm nay đoàn ca nhạc chúng tôi vừa lụm được một cô bé tắm rửa sạch sẽ. Bữa nay cho mặc đồ đứng lên sân khấu hát bạn. Mời cô chú lắng nghe bài hát. Bài hát. Bài hát gì? Bài hát để cơ. Thôi thôi, hát bài khác, hát bài khác. Hát bài Twinkle Twinkle Little Star. Hát bài Head Shoulder Reason Toes. Ok, bây giờ mời ca sĩ bước lên sân khấu. Đó, ca sĩ bước lên sân khấu nha. Không phải Twinkle Twinkle. First time and forever. Ok, for the first time and forever. Rồi, đứng lên. Rồi, ca sĩ bước lên sân khấu đó, ca sĩ. Ca sĩ, ca sĩ nhìn trước khi hát có sỉnh, có nhậu không? Giờ sao sỉnh vậy ca sĩ? Ca sĩ trời ơi. Rồi, ca sĩ trước khi lên sân khấu, ca sĩ uống quá nhiều rồi, uống quá đà. Rồi, đi lên sân khấu ca sĩ. Goodbye. Goodbye. Rồi. Trời ơi, cái gì vậy ca sĩ? Kẹo hả, gì vậy ca sĩ? Nè, bắt ca sĩ nè. Ca sĩ cúi đầu chào cô chú. Xin chào quý chú. Hello. Con xin chào cô chú, quý vị khán giả. Khán giả, mô Phật ơi. Khán giả, mô Phật ơi. Okay. Tự nhiên chào khán giả, kêu mô, chào khán giả, mô Phật ơi, là gì? Nghe nhái rồi. Sức khỏe đến ghê. Cái gì sức khỏe đến ghê ghê trong này nữa? Gì chúc chúc cô chú sức khỏe đến ghê ghê hả? Thôi thôi thôi, thôi. Cầm cái mic này giùm cái mic kia ăn kẹo không? Let it go, let it go. Can't fist. Hey miss. Mẹ cái này. Ok. Let it go. Diễn xuất đẹp quá. First time. Ủa bây giờ hát ăn kẹo. Hát. Hát đi. I can't. I'm gonna just desperate. Let it go. Forever. There'll be music. There'll be light. There's a first time in forever. And it's just cute. Yes. Let it go. First time in forever. There'll be music. There'll be light. Chứ mà đưa trên mommy. Gì đúng rồi, gì tới mẹ đâu không, mẹ không hát đâu không. Are you too big mommy? Ừ đúng rồi, mẹ bự quá, mẹ không hát đâu.
Nó nói are you too big mà biết cái nó mẹ lớn quá mẹ hát được rồi. Bây giờ mà nếu mẹ hát là mẹ chỉ hát bài mà chị là nỗi nhớ thôi. Mẹ ơi cái này teacher. Rồi. Cái này the book. À, cái này là cuốn sách. Mẹ đi chú read let me go. À cho cô chú đọc phải không? Rồi cho cô chú đọc cuốn sách. Mẹ ơi, chú thôi. À tới mẹ phải không? Dạ. Mẹ hát bài gì? Không phải mẹ chay. À chay. Mẹ ơi. Rồi, mẹ giới thiệu, mẹ giới thiệu cho chay phải không? Không có hiểu này, bốn này. Là không hiểu. Mẹ dạy. Mẹ dạy I show you. Let me show you. Show sao? Show sao? Okay. Rồi sao nữa? Mommy, look at that bird. Rồi sao? Rồi sao nữa? Không hiểu luôn á chay con nói sao? Mẹ cái gì ở này? Dĩa ok mẹ ơi. Rồi ok, mình sẽ không hát tiếp đi. Bây giờ hát bài chị là nỗi nhớ đi. Mẹ ơi, mommy dĩa mẹ ơi. Dĩa mẹ ơi. Dĩa làm sao? Dĩa mẹ ơi, dĩa đàng hoàng. Dĩa đàng hoàng sao? Dĩa đàng hoàng. Rồi dĩa đàng hoàng, ủa là nó không hiểu nói gì luôn á chay à. Mẹ dĩa đàng hoàng, I show you out. Không. Mẹ dĩa đàng hoàng. Dĩa đàng hoàng sao? Dĩa mà. Ủa, tự nhiên dĩa đó làm chi? Tự nhiên đang hát cái tên con kêu mẹ dĩa. Mẹ ơi, look at that. Beautiful. It's not that beautiful. It's not beautiful? Yeah. Why? It's like, it looks like a sky. It looks like a sky? Yeah. Tại sao nó nhìn giống như sky? Mà tên con là gì vậy? Sky. Tên con là cái gì? Mẹ nếu mà con là ca sĩ thì con sẽ... Mẹ ơi, he's a chúng bời. Rất là sức khỏe đang gì gì. Nó yeah. I pop through. Hết luôn. Ừ, sức khỏe. Hết luôn. Hết ladybug luôn. Hết cat and bird. Hết màu red luôn. À, con thích hết luôn phải không? Hết màu orange, màu red. Cô chú ơi, bây giờ nãy giờ quên nói. Sức khỏe đáng ghê ghê. Ok. Ai có sức khỏe đáng ghê ghê? Chú mời. Sao đúng rồi? Tự nói đúng rồi. Cô chú bây giờ hiện tại cô chú biết mấy giờ? Mẹ dĩa mẹ ơi. Chú hiện tại bây giờ là 11 giờ khuya. Mẹ hát mẹ ơi. Nên là không có cột tóc chân lên. Mẹ hát mẹ ơi. Mẹ hát không? Ok. Giờ là 11 giờ khuya. Mẹ just mine. Đây nè, có rồi, mẹ có rồi, mẹ đây. Có màu này. Chỉ là nỗi nhớ. My wing, mommy. À, con dễ mẹ hát phải không? Ok. Chỉ là nỗi nhớ. Stop. Sao vậy? Let's do it. It's a little bit dark. Chỉ là nỗi nhớ. Mommy, stop. Why? Okay. You can't hát. Ok, you can hát, trời. Mẹ chú read. Không, mà con nói giờ mẹ hát đi. Mẹ hát chỗ mẹ hát đi. Ok. Chỉ là nỗi nhớ. Mẹ hát chỗ mẹ hát đi. Mãi đêm sau cuộc tình. Mẹ cho mẹ ơi. À, hát từ từ. Mẹ ơi. Ủa nó làm cái gì mà nó bắt tôi hát rồi nó ngồi nó vẽ là nó làm cái gì vậy? Cái này sao? Cái này polish. Polish gì vậy? Có cẩn thận nghe chưa? Đầu tóc của nó đó cô chú, trời sáng nail mai polish. Sáng mai mà tôi nói mà để mà chải cái đầu tóc nó còn rối bời luôn. Ok. Chỉ là nỗi nhớ mời đứng sau còn ok đang... You can hát snowflake. Mẹ có thể hát snowflake không? Có thể hát snowflake tiếng Việt là bông tuyết phải không? Yeah. Mãi đứng sau cột. Mommy stop. Rồi. Ok. À, rồi nó tưởng tượng là nó đang Ngọc hát tới câu nào là nó vẽ câu đó đúng rồi đó. Mẹ chờ mẹ ơi. À chờ. Ờ mẹ cứ bỏ này luôn. Bỏ này luôn hả? Don't touch it. Rồi chưa, được hát chưa? Không. Chưa luôn hả? Ok. Hát không biết chừng nào mà hết bài nữa không biết. Ok. Chỉ là cơn mơ. Mẹ chờ mẹ ơi. Chờ. Ok. Cuốn theo cả một trời thương. Mẹ chào mẹ ơi. Chào. Cầm cái này mẹ ơi. Được chưa? Chỉ là nỗi đau. Không. Chưa không được. Thổn thức.
chỉ là nhồi thêm một không có chỉ là nước mắt. Ok, xong rồi. Rồi, hát được nữa không? Nè, không. Học nó có ABC ngỡ thôi. Nó chơi trò gì tôi không hiểu, đang chơi trò gì. Quá luôn, tối nay quá luôn. Này là ý như ca sĩ. Ok, underway. Mommy, no, mommy. Nói tiếng Việt. Cái tóc rối gì nhìn muốn cắt cái đầu tóc ghê thiệt chứ. This one. Yeah. Con làm gì vậy? Lạnh hả? Yeah. Trời ơi, coi lạnh nè cô chú nè, coi ngồi lạnh nè. Trời ơi, cái chân gì ghê vậy? Ủa, làm cái con làm cái gì mà chân mình bị bầm tím vậy? Hả? Hồi tối này con té hả? Chứ sao? Cái chân bầm tím, nó nghe coi. Cái đứa lạnh. Lạnh hả? Lạnh không? Thôi nó nghe nè, hôm qua mình lấy bí của, mình lấy pumpkin của Audrey, mình có trả lại Audrey chưa? Trả chưa? Chưa trả. Rồi con mắt thì mắt lúc nào liếc 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 vào. Cái đó là cái mắt liếc là cái signature của chay đó cô chú, là cái điểm đặc biệt của chay đó cô chú. Người ta là mắt biết, còn chay là mắt liếc. Hả? Ai? Cô giáo over there đâu mẹ ơi. À, cô giáo over there đâu hả? Chưa tới giờ, cô giáo chưa có dạy bơi được. Mình phải chờ thêm nửa tiếng hồ nữa, tại vì bữa nay hả, cái lịch của con đổi mà mẹ quên 1 giờ, mà mẹ tưởng 12 giờ 25. Nên là bây giờ hai mẹ con mình phải chờ thêm mấy chục phút nữa mới được bơi nghe chưa? Ừ, nhìn thẳng ai? Con người gì? Hồi sao cái con người gì mà cứ nhìn? Đây dỗ mi sticker. Thôi mẹ đang quay cho cô chú coi mà sticker cái gì? Bốn sticker. Bạn con mẹ ơi. Cái gì? Bạn con. Cái gì? Mẹ mở điện thoại ra. Mẹ bỏ điện thoại ra. Mẹ bỏ điện thoại đó hả? Để làm gì? Làm ông chay. Mẹ bỏ điện thoại rồi mẹ làm gì? Làm. À mẹ bồng chay đó phải không? Mẹ bồng chay đi cho chay coi Halloween đó phải không? Muốn coi hết Halloween luôn hả? À? Con nói thì sao? Đi. Con nói con cám gì? Con cám ơn mẹ. Đúng rồi. Đó, đây nè cô chú ơi, chay bây giờ chay đi học bơi nè cô chú. Đó, 1 2 3 là hợp nước đó. Đây giờ học đi này không phải đi bơi, cái này là gọi là đi cái gì đó. Đè đầu xuống nước cho lặn. Ôi cha ơi. Lặn cho quen với nước, không có sợ nước đó cô chú. Đó, học nữa đó. Nay là mà bơi đúng 1 giờ trưa, bơi xong là mẹ chay với chay sẽ đi công việc, đi shopping tiếp cô chú ơi, có công việc. Đi shopping là đi công việc rồi cô chú, chứ không phải đi chơi nha cô chú nha. Chứ không phải nói là xong học ăn rồi đi shopping hoài là chi, không phải đâu. Bờ dữ lắm á, chứ không phải giỡn nó đâu. Giờ tới anh này, chú, anh này cũng bự dữ rồi, anh này chắc có 7, 6, 7 tuổi rồi, nó đâu không tiêu rồi. Ngồi trong góc kia kìa. Đó, chay vừa lặn xuống đây lấy cái dòng đó cô chú. Cái cô giáo đó lấy cái dòng ra, xong rồi dục xuống sông á, cái xong rồi chay đứng chay nói với cô giáo, chay chỉ vô chay rồi nè, chay nói là chay muốn xuống dưới chay lặn, chay lấy cái dòng, cái cô giáo đưa cho chay xuống lấy luôn, một bấm lên quay không kịp. Đó. Nay học là có 3 người rồi.